Mến chào quý khán giả đến với tin tức mới, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi trong nước và thế giới. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức đáng chú ý có trong ngày. Là tiểu thương kinh doanh các món ăn vặt ở khu vực quận 5, hàng ngày chị Đỗ Thị Tường, ngụ quận 5, thành phố Hồ Chí Minh cùng những người em phải làm việc từ 18 giờ tối đến tận 3 giờ sáng hôm sau. Công việc vất vả về mặt giờ giấc là vậy, nhưng hàng tuần, cứ vào sáng thứ sáu và thứ bảy, chị Tường lại tất bật cùng các em chuẩn bị món ăn, món tráng miệng để phát cho người có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực phía trước cổng Bệnh viện Phục hồi Chức năng quận 8. Chị Duyên, người làm việc cùng với chị Tường, chia sẻ, ban đầu, nhóm của chị dự định chỉ tổ chức phát cơm 1-2 buổi rồi dừng. Nhưng khi bắt tay vào phát cơm và nhìn những ánh mắt vui mừng khi được nhận phần cơm có thịt miễn phí, mọi người trong nhóm quyết định làm tiếp khi nào hết khả năng mới thôi. Anh Lê Phong, em của chị Duyên cho biết, tất cả thành viên trong nhóm đều là người lao động, nhờ một phần hỗ trợ của các mạnh thường quân và một phần đóng góp của các thành viên. Người không tiền thì góp công, góp sức, nên trạm cơm không đồng đã được duy trì hơn nửa năm qua. Từ một vài điểm phát cơm cho độc lập ở trước cổng Bệnh viện Phục hồi Chức năng, về sau, một số người đã đem theo nhiều món ăn, trái cây, tráng miệng để phát miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn. Thấy việc phát lẻ tẻ sẽ khiến nhiều người đến nhận không có trật tự. Vậy là họ cùng ngồi lại với nhau, cùng làm phiếu để phát, cho mọi người đến nhận phiếu, xếp hàng, nhận thức ăn trong trật tự, an toàn. Họ đặt tên cho hoạt động phát cơm miễn phí của mình là trạm cơm không đồng, hoạt động vào sáng thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Anh Phong cho biết, ngoài nguồn vận động từ mạnh thường quân, trạm cơm hiện nay còn tiếp nhận nhiều nguồn thực phẩm đến từ nhiều tiểu thương ở chợ Cầu Muối, quận 1, chợ Hòa Bình, quận 5. Họ đi gom góp thực phẩm rau, củ miễn phí về sơ chế, rửa sạch rồi góp với nhóm làm món ăn. Có mặt ở trạm cơm không đồng vào ngày thứ sáu, chứng kiến cảnh hàng chục người đang đứng xếp hàng ngay ngắn. Nhiều bác tài xế xe ôm lớn tuổi đến phát phiếu, nhắc nhở từng người đến nhận cơm đeo khẩu trang phòng dịch bệnh và mở nắp hộp sẵn để phát cơm thuận lợi. Chị Trần Nguyệt, thành viên của trạm cơm không đồng cho biết, trong một lần tình cờ đến điểm phát cơm, thấy mọi người chuẩn bị đồ ăn tươm tất, nấu rất ngon. Chị chạy về nhà, chở bao gạo 50kg, mua 200 trái chuối trở đến điểm phát cơm và xin tham gia nhóm. Khoảng nửa năm nay, cứ đến ngày cuối tuần, chị lại đảm nhận nhiệm vụ nấu canh hoặc nước sâm. Hôm nào làm việc mệt mỏi, không nấu được nước sâm, chị lại bỏ tiền trái cây để mọi người tráng miệng. Từ một người nhận cơm từ thiện thường xuyên, ông Lê Thành Trí, tài xế xe ôm, ngụ tại quận 8 giờ đây đã tình nguyện trở thành thành viên của nhóm, đảm nhận nhiệm vụ phát phiếu và phát đồ ăn. Ông Trí tâm sự, từ ngày các cô chú đến đây phát cơm, bữa ăn của người nghèo, người khó khăn cơ nhỡ lang thang ở khu vực đã ngon hơn. Nhận cơm không đồng, thấy những người bán vé số cũng bỏ tiền làm từ thiện, tôi thấy áy náy nên săn tay làm chung. Còn bạn, bạn nghĩ sao về những hành động ý nghĩa như thế này? Hãy cùng chia sẻ với chúng mình nhé! Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của tin tức mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều mời quý vị để lại trong phần bình luận video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của tin tức mới.